Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ sau cơn bão số 12, tuyến đường ven biển thuộc xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa vẫn còn ngổn ngang đổ nát. Sóng lớn trong bão đã kéo sập và làm vỡ nát hàng trăm mét mặt đường. Nghiêm trọng nhất là đoạn từ cầu Hiền Lương 2 đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vạn Ninh. Đây là tuyến đường chính qua lại của hàng trăm hộ dân, cũng là đường ngang qua bệnh viện. Lưu lượng xe cộ đông nên việc qua lại trở nên nguy hiểm. Cái trung tâm bệnh viện Vạn Ninh này thì mọi người ai cũng đều đi, lớp về thăm bệnh rồi lớp người bệnh, một ngày phải đi là bọc 200-300 người đó. Ban đêm là nguy hiểm, có cái là những cái chỗ vòng này là đèn mà xe mà đèn tốt á thấy thì chậm ga tới đó từ từ lên, mà đèn xấu á lu á không thấy cái đường bỏ lỡ đây á, tới cái nó vòng lên cho nó sụn xe. Nhiều người cũng đã té ban đêm rồi. Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khảo sát để có hướng khắc phục. Trước mắt, tại những đoạn đường vỡ nát không thể lưu thông, địa phương đã cho đắp đường đất tạm ngay bên cạnh để bà con qua lại. Còn tại những đoạn hư hỏng ít nghiêm trọng hơn, người dân tạm thời vẫn phải chấp nhận đi đường như một thử thách. Thì hiện nay là huyện đang tập trung là khắc phục lại, là đắp đường tạm đỡ cho bà con đi lại qua cái bệnh viện cũng như trong cái khu dân cư thôn Tân Đức Đông của xã Vạn Lương. Cái hai và hướng lâu dài thì sẽ đề nghị với tỉnh là khắc phục lại và gia cố lại cho nó đảm bảo an toàn để lưu thông trong cái thời gian sắp tới. Vẫn chưa rõ thời gian cụ thể khi nào thì tuyến đường này mới được sửa chữa.